Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4 hỡi các con hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha khá chú ý vào hầu cho biết sự thông sáng vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta khi còn thơ ấu ta là con trai của cha ta một đứa con một của mẹ ta yêu mến cha ta có dạy ta rằng lòng con khá ghi nhớ các lời ta hãy gìn giữ mạng lệnh ta thì con sẽ được sống. Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng, chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta. Đừng lìa bỏ sự khôn ngoan, ác người sẽ gìn giữ con. Hãy yêu mến người thì người sẽ phù hộ con. Sự khôn ngoan là điều cần nhất. Vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan. Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng hãy tôn tặng sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên làm cho con được vinh hiển khi con hoài niệm đến sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa mỹ và bán cho con một mão triều thiên vinh quang hỡi con hãy nghe và tiếp nhận các lời ta thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan dẫn con đi trong các lối ngay thẳng khi con đi bước chân con sẽ không ngập ngừng và khi con chạy con sẽ không vấp ngã hãy nắm chắc điều khuyên dạy chớ buông ra khá gìn giữ nó vì là sự sống của con chớ vào trong lối kẻ hung dữ và đừng đi đường kẻ gian ác hãy tránh đường ấy chớ đi ngang qua nó hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng vì nếu chúng nó không làm điều ác thì ngủ không đặn bằng chưa gây cho người nào vấp phạm thì giấc ngủ bị cất khỏi chúng nó. Vì chúng nó ăn bánh của sự gian ác và uống rượu của sự hung hăng. Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tâm tối. Chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu. Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con hãy giữ lấy nơi lòng con vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng và bỏ cách xa con sự giả dối của môi mắt con hãy ngó ngay trước mặt và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi và lập cho vững vàng các đường lối con chớ xây qua bên hữu hay bên tả hãy dời chân con khỏi sự ác chương 10 đoạn tôi lại thấy một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm ở từ trời xuống có đám mây bao bọc lấy trên đầu người có móng mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra, người để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất và kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi thì bảy tiếng sấm rền lên. Lại khi bảy tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý chép lấy, nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời đến phán rằng: "Hãy đóng ấn những điều bảy tiếng sấm đã nói và đừng chép làm chi." Bây giờ vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, giơ tay hữu lên trời, chỉ đấng hằng sống đời đời, là đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển, mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa. Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri tiếng mà tôi đã nghe đến từ trời lại nói cùng tôi và bảo rằng hãy đi lấy quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị thiên sứ đương đứng trên biển và đất vậy tôi đi tới vị thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ người phán ngươi hãy lấy và nuốt đi nó sẽ đắng trong bụng ngươi nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi trong miệng tôi nó ngọt như mật nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Có lời phán cùng tôi rằng, ngươi cũng phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Chương 9 Sau các việc đó, các quan trưởng đến gần nói với ta rằng, dân Israel, những thầy tế lễ và người Lê Vi, chẳng có phân rẽ với các dân tộc của xứ này Họ bắt chước theo sự gớm ghiếc của dân Canaan, dân Hethit, dân Pheresit, dân Jebusit, dân Ammon, dân Moab, dân Egypto và dân Amorit. Vì chúng có lấy những con gái họ làm vợ của mình và làm vợ con trai mình. Dòng dõi thánh đã pha lộn như vậy với dân tộc của các xứ này. Thật, các trưởng và quan cai vốn là kẻ đầu phạm tội dường ấy. Khi ta nghe các lời ấy, ta bèn xé áo trong và áo tơi mình, nhổ tóc đầu và lông râu, rồi ngồi buồn bã. Những người vân kỉnh các lời phán Đức Chúa Trời của Israel đều hiệp lại chung quanh ta, sợ hãi về tội trọng của các người đã bị bắt làm phu tù được về có phạm. Còn ta ngồi kinh hoảng cho đến khi dân của lễ buổi chiều. Đến giờ dân của lễ buổi chiều, ta đứng dậy khỏi nơi khổ nhục mình áo trong và áo tơi ta xé rách ta quỳ gối xuống giơ tay ra hướng về jehovah đức chúa trời ta mà thưa với ngài rằng ồ đức chúa trời tôi tôi hổ ngươi thẹn mặt chẳng dám ngước mặt lên ngài là đức chúa trời tôi vì gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi và tội chúng tôi cao lớn tận trời từ ngày tổ phụ chúng tôi cho đến ngày nay chúng tôi đã cực cùng phạm tội vì cớ tội ác mình nên chúng tôi các vua chúng tôi và những thầy tế lễ chúng tôi đều bị phó vào tay các vua những xứ bị gươm bị bác làm phu tù bị cướp giật và bị sỉ nhục y như điều đó đã có ngày nay song bây giờ jehovah đức chúa trời của chúng tôi tạm làm ơn cho chúng tôi để một phần dư lại của chúng tôi thoát khỏi và ban cho chúng tôi một cái đinh ở trong chỗ thánh này Hầu cho Đức Chúa Trời chúng tôi soi sáng con mắt chúng tôi và khiến cho chúng tôi ở giữa sự nô lệ mình được dấy lên một chút, vì chúng tôi vốn là kẻ nô lệ. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng tôi không từ bỏ chúng tôi trong sự nô lệ chúng tôi. Ngài đã khiến cho chúng tôi được ơn trước mặt các vua Pharaoh. Hầu ban cho chúng tôi sự dấy lên, đặng cất lại đền của Đức Chúa Trời chúng tôi và xây lên lại những nơi hư nát của nó cùng ban cho chúng tôi một nơi ở tại trong xứ Juda và thành Jerusalem. Bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, sau những điều đó, chúng tôi sẽ nói làm sao? Vì chúng tôi đã lìa bỏ những điều răng. Ngài đã kể các tiên tri là tôi tớ Ngài mà phán dạy chúng tôi rằng xứ mà các ngươi sẽ vào nhận lấy đó là một xứ bị ô uế tại sự ô uế của các dân tộc nó và tại sự gớm ghiếc của chúng nó đã làm cho xứ ấy đầy dẫy từ đầu này chí đầu kia. Vì vậy cho nên, chớ gả con gái các ngươi cho con trai chúng nó và đừng cưới con gái họ cho con trai của các ngươi. Chớ hề tìm kiếm sự thạnh lợi hoặc sự bình an của chúng nó để các ngươi trở nên mạnh dạn ăn hoa lợi của xứ và để nó lại cho các con trai mình làm cơ nghiệp đời đời. Và sau những tai họa đã giáng trên chúng tôi, tại các sự hành ác và tội trọng của chúng tôi, mà lại hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi. Thật, Chúa chẳng có phạt chúng tôi cho đáng như tội chúng tôi, và đã ban cho chúng tôi được phần sót lại giường này. Vậy, có lẽ nào chúng tôi lại phạm các điều răn của Chúa nữa, kết bạn với các dân tộc vẫn làm những sự gớm ghiếc này sao? Vậy thì cân thành nội Chúa há sẽ chẳng nổi lên cùng chúng tôi, tiêu diệt chúng tôi, đến đổi chẳng còn phần sót lại, cũng không ai thoát khỏi hay sao? Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel ôi, Chúa vốn là công bình, còn chúng tôi chỉ một số ít người được thoát khỏi như đã thấy ngày nay. Này, chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội lỗi nhiều, nhưng đó chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài. Chương 10 Trong lúc Ezra cầu nguyện như vậy, vừa khóc, vừa xưng tội và sắp mình xuống trước đền của Đức Chúa Trời, thì có một đám dân Israel người nam và nữ rất đông, nhóm hiệp xung quanh người, chúng cũng khóc nức nở. Shecania, con trai Zehien, cháu của Elam, bèn nói cùng Esra rằng: chúng ta phạm tội với Đức Chúa trời chúng ta mà cưới những người nữ ngoại thuộc các dân tộc của xứ. Nhưng dầu đã làm vậy, hãy còn sự hy vọng cho Israel. Vậy bây giờ ta hãy lập ước với Đức Chúa trời chúng ta đuổi hết thảy những người nữ kia và các con cái của họ đã sinh ra y như lời chỉ giáo của chúa tôi và của các người có lòng kính sợ điều răn của đức chúa trời chúng ta khá làm điều ấy theo luật pháp ông hãy đứng dậy vì việc này can hệ đến ông và chúng tôi sẽ giúp đỡ khá can đảm mà làm Esra bèn đứng dậy khiến những thầy tế lễ cả người lê Vi và cả israel thề rằng mình sẽ làm theo lời ấy chúng liền thề khi Esra đã trỗi dậy khỏi trước đền Đức Chúa Trời, bèn đi vào phòng của Yohanan, con trai Eliashib. Người vào đó không ăn bánh và cũng không uống nước, bởi người lấy làm buồn thảm vì có tội lỗi của dân đã bị bắt làm phu tù được trở về. Người ta bèn ra truyền khắp xứ Judah và Jerusalem, biểu các dân đã bị bắt làm phu tù được trở về và nhóm hiệp tại Jerusalem. Trong ba ngày, ai không vâng theo lệnh của các quan trưởng và trưởng lão mà đến, thì các tài sản người ấy sẽ bị tịch phong và chính người bị trút ra khỏi hội chúng của dân đã bị bắt làm phu tù được trở về. Trong 3 ngày, các người của Juda và Benjamin đều nhóm lại tại Jerusalem nhằm ngày 20 tháng 9. Cả dân sự đều ngồi tại phố ở đằng trước đền của Đức Chúa Trời, rúng sợ về việc ấy và về cơn mưa lớn. Đoạn Esra thì tế lễ đứng dậy và nói rằng: Các ngươi đã phạm tội cưới vợ ngoại bang và thêm nhiều lên tội lỗi của Israel. Nhưng bây giờ, khá xưng tội lỗi mình cho Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi và làm điều đẹp ý Ngài. Hãy phân cách khỏi các dân tộc của xứ và khỏi những người vợ ngoại bang. Cả hội chúng bèn đáp lớn tiếng rằng: Phải, điều ông đã nói, chúng tôi phải làm theo song dân sự đông và là nhằm mùa mưa chúng tôi không có thể nào đứng ngoài lại điều này chẳng phải là việc có một hoặc hai ngày vì trong việc này chúng tôi đã phạm tội nhiều lắm vậy xin các quan trưởng chúng tôi hãy đứng ở đó đặng biện lý cho cả hội chúng phạm ai trong các thành chúng tôi đã cưới lấy vợ ngoại bang phải đến theo kỳ nhất định với các trưởng lã và quan xét của bổn thành đặng sắp đặt việc này cho đến chừng đã nguôi cơn giận dữ của Đức Chúa Trời chúng tôi. Chỉ gia Tăng, con trai của Asen và gia của Asaen và gia trai đức trai đức và phản cải lời định này. Và Mesulam cùng sáp bê tai, người Lê Vi đều giúp cho họ. Vậy, những người đã bị bắt làm phu tù được trở về làm theo điều đã nhất định. Người ta chọn Esra, thì tế lễ và mấy trưởng tộc tùy theo tông tộc mình, hết thảy đều gọi đích danh Ngày mùng 1 tháng 10, chúng ngồi xuống đặng tra xét việc này. Đến ngày mùng 1 tháng Giêng, chúng đã tra xét xong những người có cưới vợ ngoại bang. Trong dòng thầy tế lễ, cũng có thấy những người đã cưới vợ ngoại bang. Trong con cháu giê chít của yô và trong các anh em người, có ma a se eli -e -se, và Gedalia. Chúng hứa đuổi vợ mình và dâng một con chiên đực làm của lễ chuộc tội mình trong con cháu Ime có Hanani và Sebadia. Trong con cháu Harim có Maaseya, Eli, Shemaya, Yehi-en và Usia. Trong con cháu Phasur có Elioenai, Maaseya, Ismael, Nathanael, Josabat và Eleasa. Trong người Levi có Josabat, Shimei, Kelaya cũng gọi là Kelita, Phetahia, Juda và Eliese. Trong các người ca hát có Eliashib, trong những người giữ cửa có Shalum, Telem và Uri. Trong dân Israel, trong con cháu Pharaoh có Ramia, Isia, Mankiya, Miyamin, Eleasha, Mankiya và Benaya. Trong con cháu Elam có Mattania, Sachari, yeyi abdi yeremok và eli trong con cháu xác tu có elio enai, Eliashib, martania, yeremok, Sabat và asisa. Trong con cháu bebai có johanan, hanania, Sabai và Aklai. Trong con cháu bani có mesulam, maluk, adaya, yasuk, shean và ramok trong con cháu Pha-hát-mô-áp có Ác-na, Kê-lanh, Ben-a-ya, ma -ya, Maktania, bin nui và ma trong con cháu harim có Eli-e-se, Yishia, simeon ki ya ya và Shemaria. trong con cháu hasum có mát nai mát Mag ta Sa-bát Eliphelet, Jeremai, Manashe và Shimei. Trong con cháu Bani có Maedai, Amram, Uen, Benaya, Bedia, Keluhu, Vania, Meremoth, Eliashib, Mactania, Mactenai, Yaasai, Bani, Binui, Shimei, Shelemia, Nathan, Adaya, Mát nát Bai, Sa Sai, Sa Rai, Asarin, Shelemia, Shemaria, Shalom, Amaria và Joseph. Trong con cháu Nebo có Yeien, Matithia, Sabak, Sebina, Yagdai, Yoen và Benaya. Hết thảy người ấy đã cưới vợ ngoại bang và cũng có nhiều người trong bọn ấy có vợ đã sanh đẻ con. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu xu quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ổ ế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy đầy dãy con chúa ơi những bông trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương sự vui mừng bình an nhị nhục nhân từ hiền lành trung tín mềm mại tiết độ đầy dẫy trên con con xin chúa thêm sức mới thêm đích tin cho con xin chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngài con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức Chúa trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài. Và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu xu Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình tĩnh nguyện radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh kiệm rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.